Lưu giữ những hình ảnh chất lượng với action camera thế hệ mới tích hợp công nghệ AI, Insta360 Ace và Ace Pro. Đắm mình vào những khoảnh khắc quay chậm với chế độ quay slow motion ở 4K 120fps. Ngắm trọn khung hình với màn hình lật 2,4 inch lớn nhất đầu tiên trang bị trên action camera. Tạo nên những cảnh quay đầy sáng tạo và chụp ảnh siêu nét với độ phân giải cao 48MP. Trải nghiệm chi tiết và màu sắc ở một tầm cao mới với cảm biến lớn 1,3 inch có trên Ace Pro và ống kính Leica Submarine. Bắt trọn mọi khoảnh khắc và không gian với Active HDR. Kích hoạt zoom in để nhìn rõ chi tiết khi quay 4K. Pure Video với sự hỗ trợ của 5 nanomet AI chip giúp giảm nhiễu và kiểm soát ánh sáng ngay cả khi quay chụp ban đêm. Mao 500 tích hợp, thao tác nhanh và xê dịch ngay. Chống zoom Flow State giúp cảnh quay mượt mà ở một tầm cao mới. Ghi lại góc nhìn thứ ba ảo diệu với gậy selfie và đưa những điều bạn hằng mơ vào thực tế với công nghệ AI. Mang Action Cam đi bất cứ đâu cũng không còn là nỗi lo âu vì Ace Pro có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và bền bỉ hơn với khả năng sạc nhanh, phù hợp cho các cảnh quay Dynamic Timelapse. Có thể bấm dừng bất kỳ lúc nào khi đang quay và tiếp tục ngay khi sẵn sàng. Nhấn hủy bỏ cảnh quay ngoài ý muốn nay cũng vô cùng dễ dàng. Điều khiển camera chỉ với thao tác tay đơn giản. Lựa chọn tỷ lệ khung hình theo ý thích trong mạng xã hội với Freeframe Video. Preview video ngay khi đang quay và setup thông số với GPS Preview Remote mới. Tích hợp dữ liệu với đồng hồ Garmin hay Apple Watch. Và đưa vào video của bạn vị trí, tốc độ và hơn thế nữa. Tải file về máy chạy nền, không ảnh hưởng tới trải nghiệm sử dụng điện thoại. AI tự động chọn những cảnh quay đẹp, ghép lại và giải phóng dung lượng cho bộ nhớ. Kết nối Insta360 app để xem và chia sẻ ngay những thước phim tuyệt vời đến mọi người. Insta360 Ace và Ace Pro tái định nghĩa về giới hạn của Action Cam và công nghệ AI.